để xem đầu bếp thượng hạng Trần Thái Bảo sẽ chế biến hạt sen thành món ăn mới lạ nào. Ốc bươu sau khi làm sạch thì băm nhỏ, trộn ốc với thịt nạc băm và giò sống, thêm hành, tỏi, ớt băm, tiếp đó cho hạt sen hấp, trộn lên rồi quét thật đều, nặng phần chả thành những viên tròn vừa ăn. Bắt đầu nướng nha, khói lửa như thế này thì cồn cào làm sao chịu nổi, viên chả ốc xém vàng bên ngoài nhưng vẫn mọng nước bên trong. Hạt sen bùi bùi với ốc dai dai, càng ăn lại càng thích thú. Ăn món này bảo đảm sẽ ngủ ngon, không chỉ vì hạt sen mà còn vì ăn ngon khiến cho tâm trạng trở nên vui vẻ và thoải mái.